Mới đây, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel, Viettel Global đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom với mã chứng khoán VGI. Theo đó, hơn 2,24 tỷ cổ phiếu của Viettel Global sẽ được giao dịch trên sàn Upcom kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 với giá chào sàn là 15.000 đồng một cổ phiếu. Như vậy, giá trị vốn hóa Viettel Global khoảng 1,45 tỷ USD. Viettel Global là đơn vị phụ trách mảng đầu tư nước ngoài của tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, được thành lập cuối năm 2007 với vốn điều lệ 960 tỷ đồng. Khi lên sàn, Viettel Global có khoảng 6.348 cổ đông, trong đó tập đoàn Viettel nắm giữ 98,68% cổ phần. Hiện Viettel Global đã đầu tư vào 9 thị trường tại 3 khu vực gồm Đông Nam Á, Mỹ Latin và Châu Phi. Trong số đó, Viettel đang giữ vị trí số 1 về thị phần tại 5 trên 9 quốc gia. Tính đến hết 2017, Viettel Global đang phục vụ gần 40 triệu khách hàng quốc tế với doanh thu đạt hơn 19.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất tích cực trong bối cảnh phải đầu tư lớn ở thị trường Myanmar và một số thị trường ở châu Phi.